Xin chào các bạn. Video này quay một chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines với góc quay thấp. Chiếc máy bay đang tiến vào bãi đỗ ở nhà ga quốc nội sân bay quốc tế Nội Bài. Có thể thấy rằng màu sơn xanh của Vietnam Airlines mà gặp ngày nắng đẹp lại thuận sáng thì sẽ lên màu trông rất đẹp mắt. Với góc quay thấp, chúng ta có thể thấy được hết vẻ đồ sộ của chiếc máy bay này. Đang chạy phía sau chiếc A350 là một chiếc Embraer 190 của hãng Bamboo Airways. Có lẽ đường kính thân của chiếc E190 còn nhỏ hơn đường kính động cơ Chen XPKP của chiếc A350. Đây là chiếc A350 mang số đăng bạ VNA893. Và đây là video mình quay phạ cánh của chiếc VNA893 xuống sân bay quốc tế Nội Bài trong một ngày thời tiết không được đẹp lắm. Còn đây là pha cất cánh của chiếc VNA893 ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây một chiếc máy bay nữa được quay từ góc thấp ở sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là một chiếc máy bay của hãng hàng không Sun Air, một chiếc Gulfstream G650IA mang số đăng bạ VNA298. Hãng hàng không Sun Air của Sun Group đang có hai chiếc máy bay loại này. Quay ở khoảng cách gần trông chiếc máy bay này rất sáng và rất đẹp phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.